Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Good morning, chào đón quý vị đến với Cà phê sáng của Lưới điện Sài Gòn TV live. Hôm nay gửi lời chào Nguyễn Trường một lần nữa. Xin chào anh Hoàng Trọng Thụy và xin chào quý khán giả của Lý Do Sài Gòn TV. Nếu cứ muốn coi lại thì quý vị có thể vô trang YouTube của Lý Do Sài Gòn TV là Lý Do Sài Gòn TV Official. Nếu muốn coi live stream giờ phút này thì quý vị có thể coi trên trang Facebook của Lý Do Sài Gòn TV. Và trên Internet thì có nhiều bản tin hơn littlesaigontv.com. Và trên TV bình thường giờ phút này chắc là nhiều người cũng đang coi lắm rồi, là 14.2 và 56.10. Vâng, và mỗi một sáng quý vị theo dõi tin tức của Little Sài Gòn TV, chúng tôi chia làm hai phần cà phê sáng. Cà phê sáng phần lớn tập trung vào những bản tin địa phương, những bản tin chung về đời sống xã hội. Sang đến thời sự thế giới, chúng tôi tập trung khá nhiều vào những cái bản tin liên quan đến tình hình ở khắp nơi trên thế giới, những bản tin về chính trị. Chẳng hạn như là sáng ngày hôm nay, những quý cư dân nào sống gần với xa lộ 91, đoạn State College và Euclid. Nhưng mà cái vụ mà rượt đuổi của cảnh sát từ khuya ngày hôm qua, sau 12 giờ 45 phút khuya, tức là sáng thứ ba đó, nhưng mà chúng ta vẫn xem là khuya, mới sau nửa đêm thôi, từ ở dưới Figueroa, Los Angeles, mà cảnh sát rượt đuổi lên tới đây, và lên tới gần 4 tiếng đồng hồ rượt đuổi. Chiếc xe này đổ đầy bình xăng thưa quý vị. Và từ LA, cái tên hung thủ trong chiếc xe màu trắng nổ súng trong 3 vụ nổ súng, và trong đó có 2 người tử vong. Wow. Chắc liên can đến băng đảng, cuộc điều tra vẫn đang tiến hành. Nhưng mà cái phiền á, là khi mà chiếc xe nó lên trên xa lộ đó thưa quý vị, là cảnh sát chặn hết, chặn để cảnh sát có khả năng rượt đuổi và không gây nguy hiểm đến những người chung quanh. Và sáng ngày hôm nay trên xa lộ 91, nguyên một cái đường mà Nguyễn Trường biết, khi mà chặn chỉ cần một cái exit, một cái ngõ đường ra thôi, là tất cả những cái ngã đi qua 91, 605, khủng khiếp không? Từ 605 mà lên tới State College nó rất là xa. Rồi từ State College đến xa lộ 55 với 57 rất là gần. Thì những cái xa lộ nào mà người dân đi về hướng Bắc mà đi 57 mà đi vô 91 mà đi về LA đi làm sáng nay đó, không thể nào đi được. Không đi được, họ phải đi vào đường trong. Cho nên những quý vị nào sáng nay mà thấy đường phố tự nhiên nó đông hẳn lên mà xe truck, quý vị biết không? 91 là cái giao lộ từ ở dưới LA, từ cảng Long Beach với LA đi luôn tới Arizona luôn nữa. Có hai cái xa lộ ở vùng ở trên xa lộ miền Nam California này mà người ta nghe nói tới hơi là thấy sợ, là thấy kẹt xe. Mặc dù không có gì là cũng kẹt xe nữa. Đó là xa lộ 91 và xa lộ 10. Bởi vì chúng ta lái xe chung với xe tải, xa lộ 91 là cái xe tải đi từ dưới cảng đó, thưa quý vị, đi vào và họ đi về cái hướng Riverside, San Bernardino để giao hàng, và có những cái chuyến 91 với 10 thì mình đi về Arizona nhiều phải không, nhưng mà 91 cũng đi về San Bernardino vân vân. Thì thế thì sáng ngày hôm nay kẹt xe khủng khiếp, mãi cho đến 5 giờ 45 phút sáng ngày hôm nay đã bắt đầu họ mới giải tỏa được, sau khi lực lượng cảnh sát chặn ngay cái exit Raymond đó. Cho nên quý cư dân ở Anaheim thì biết cái con đường Raymond nó nằm giữa State College với lại Euclid. Cho nên tình hình hồi sáng này khiến cho nhiều người tưởng là ủa, hôm nay không biết tại sao thứ ba mà đông người như thế, tưởng người ta đi làm trở lại, nhưng mà không phải, do kẹt xe ở 91 thưa quý vị. Cũng nói tới Freeway 91, xưa với quý vị, xa lộ 91 vào hôm cuối tuần là hôm Chủ nhật, có một cái chuyện nó rất là, nó gọi là thương tâm lắm, nhưng mà nó cũng là hy hữu, nó xảy ra ở ngay trên xa lộ 91, ngay gần đường Lincoln của thành phố Riverside. 5 giờ chiều Chủ nhật thì một chiếc xe van đi đằng trước là chiếc xe Ford Econoline và một chiếc xe Porsche
911 đi phía sau là xe xì bọt mà mắc tiền đó, siêu xe đó. Không biết làm cách nào đó mà cái bánh xe trước của chiếc xe Ford, xe van, bánh xe trước mà bên phía người tài xế đó, nó bị mất mấy con ốc hay sao đó, rồi nó lăn ra khỏi cái xe, nó rụng ra, nó rụng ra khỏi cái xe, nó đụng vô cái tường chắn giữa hai đường xa lộ, cái chính giữa đó, rồi nó văng vô cái kiến đằng sau là một chiếc xe Porsche mắc tiền 911, ngay cái kiến phía đằng trước của người hành khách ngồi, đụng nó văng vô trong người khách. Luôn, nó văng vô trong người luôn, và cái người đó khi chở đến nhà thương thì người đó qua đời, bị thương quá nặng. Người tài xế của chiếc xe van màu trắng đằng trước thì không sao hết, và người tài xế của chiếc xe Porsche cũng vậy nữa, cũng không sao hết, nhưng mà cũng được đưa vô nhà thương để kiểm tra sức khỏe. Hay 5 giờ chiều, một cái chết hy hữu. Người tài xế lái sau thì không chết, mà cái người hành khách, người kế bên ngồi chết, vì cái bánh xe đó nó bay vô cái miếng kính phía đằng sau vậy nè, đã phía cái kính trước xe đó, rồi văng vô trong cái người trong mà xe cái chuyện nữa. Bánh xe rớt ra ngoài cũng hy hữu. Bánh xe vỡ, bể bánh xe thì nó văng cái phần vỏ ra cũng nguy hiểm lắm. Đúng rồi, đúng mà rồi. Không đến nỗi chết người. Cho nên nhiều người đó người ta vẫn có cái ý nghĩ là khi đi kế một chiếc xe 18 bánh đó, người ta né qua một bên. Hay là đi sau một chiếc xe mà một cái xe mà chở đồ kinh càng hết, bàn ghế giường tủ đang dọn nhà thì đó, càng né nữa. Thì càng phải né, tại vì nhiều khi những cái đồ đó nó rớt xuống ngay phía sau lưng. Hôm vừa rồi đi xa lộ chúng tôi ở Houston. Tuần trước nữa chúng tôi đi xa. Nghe nói xa lộ ở Houston là đi không đo tốc độ luôn hả? Khủng khiếp thưa quý vị. Một cái chiếc xe tải chở mấy bao cát, không biết vì lý do nào cái thành phía sau nó rớt xuống. Hai cái bao cát nó rớt từ trên xe, nó rớt ngay giữa đường. Thế là người ta chặn giữa đường mà người ta vẫn cho đi hai bên. Nó kẹt 2 tiếng đồng hồ. Nó kẹt từ Galveston lên đến downtown của Houston. Kể chuyện kẹt xe vui thôi thưa quý vị. Ngay bây giờ thì chúc mừng cho những quý vị nào muốn recall, muốn chuốt phế ông thống đốc California Gavin Newsom. Bởi vì quý vị đã thành công rồi. Ngày hôm nay người ta chính thức nói rằng cái tiến trình để dẫn đến cái việc chuốt phế Gavin Newsom đã hội đủ điều kiện của những chữ ký có điều kiện, tức là họ đã giám sát kiểm tra tất cả các chữ ký này và yêu cầu đúng hết. Tuy nhiên chúng tôi đọc thì thấy cái luật lệ về chuốt phế một người nó cũng phiền phức lắm Nguyễn Trường. Câu hỏi đặt ra khi nào thì special election, cuộc bầu cử đặc biệt của California, theo như tôi đọc á, thì có thể là tháng 11 này sắp tới này. Cho nên Nguyễn Trường, quý vị thấy cái câu trả lời của Nguyễn Trường có thể không có gì chắc chắn hết. Bởi vì sao họ nói mặc dầu là chữ ký của quý vị đã được xác định, nhưng mà có những người có thể là hơi nghi ngờ cái quyết định của mình. Quý vị có 30 ngày để quyết định xem có nên rút lại chữ ký hay không. Cho nên lại phải chờ thêm 30 ngày nữa. Sau 30 ngày chính thức rồi, đến lúc đó khi cái diễn biến nó xong rồi đó, thì cái người phó thống đốc California sẽ phải certify, xác nhận, chứng nhận cái chữ ký đó rồi đó, họ mới chọn một cái ngày bầu cử chính thức. Thực sự đến ngày hôm nay quý vị hỏi chúng tôi là bầu cử khi nào, có thể tháng 10, có thể tháng 11. Mà tháng 11 năm nay họ nói có 5 tuần lễ nữa, thì không biết sẽ thực hiện cái việc mà chuốt phế recall ông Gavin Newsom vào ngày nào. Thì chúng ta vẫn phải chờ, nhưng mà chắc chắn là từ bây giờ đến tháng 6 chúng ta sẽ biết được cái ngày bầu cử đặc biệt. Năm 2021 ở California và các nơi địa phương họ vẫn có những cái cuộc bầu cử đặc biệt thưa quý vị. Bởi vì lý do là có những người nào đó qua đời, có những người nào đó từ chức, có nhiều cái vấn đề khác nữa. Những cái ghế lẻ tẻ địa phương cũng như là ghế đại diện quốc hội ở California. Cũng có nhiều người đã bị trốt phế, rồi có những người được thăng chức đó, đi qua một cái chỗ khác làm, rồi bỏ. Cho nên sẽ có những cuộc bầu cử. Nhưng mà khi mà nói tới trốt phế ông Gavin Newsom thì phải có người thay thế ông. Thì những ứng viên nào đủ điều kiện để mà thay thế ông Gavin Newsom,
cái cuộc mà kêu gọi trách phế ông Gavin Newsom cũng vì một lý do, đó là vì đại dịch Covid-19. Nhiều người nói rằng là ông đã không đối phó với đại dịch một cách tốt đẹp, cho nên người ta đã kêu gọi trách phế ông từ tháng 6 của năm 2020. Tính cho tới ngày hôm nay thì ủy ban bầu cử đó thì cho biết rằng là đã có 1.600.000 những chữ ký, là tức là nó đã hơn cái số được giới hạn là 1.500.000. 1.500.000 thôi. Bây giờ mình có 1.600.000 rồi là mình dư đã 100, đủ rồi. Đó, nhưng mà bây giờ nhắc đến ai sẽ là người thay thế ông để mà đứng vào trong cái lá phiếu để mà thay thế cho ông đó. Mà họ nói đó, trong cái tiến trình bầu cử nó rất là phức tạp thưa quý vị. Cái người mà ra tranh cử đã phải ngay trong cái khoảng thời gian này đã phải tuyên bố, bởi vì nó ngắn lắm, nó không phải như cái cuộc mà tranh cử kiểu tổng thống hoặc là các nơi khác họ có cả 1-2 năm để chuẩn bị. Cái thời gian này nó chỉ có vài tháng để chuẩn bị thôi. Mới đây chúng ta đã nghe đến bà Caitlyn Jenner. Thì cái người này khi mà chúng tôi giới thiệu đến Caitlyn thì thưa quý vị, ngay lập tức bên phía Đảng Cộng Hòa họ cũng rất là phiền, bởi vì Đảng Cộng Hòa là họ chống đồng tính, phải không ạ, chuyển giới. Mà bà Caitlyn Jenner đó lại là một người ghi danh là Đảng Cộng Hòa, đại diện cho Đảng Cộng Hòa nữa. Ngay cả trong cộng đồng người đồng tính, mà cộng đồng người đồng tính lại ủng hộ cho phe Dân Chủ đó. Thì cộng đồng người đồng tính họ lại không ủng hộ cho bà này nữa. Chắc chắn là rồi đó. Nhưng họ là chống luôn một cái người đồng tính, mà lẽ ra cái người đồng tính là phải theo phe họ. Thì những người đồng tính và chuyển giới họ nói tại sao bà lại đại diện cho cái phe mà chống lại ông Gavin Newsom như vậy. Mà ngay cả thành viên Đảng Cộng Hòa họ cũng đặt vấn đề về Caitlyn Jenner. Cái này đó, theo như những cái thống kê đó, thì khi mà có những cái cuộc bầu cử mà để trách phế đó, thì cái kết quả nó như thế nào thì mời quý vị theo dõi sau phần thông tin thương mại bảo trợ cho Cà Phê Sáng ngày hôm nay.